Bạn Ánh lâu rồi bác sĩ bắt cho em hỏi bé nhà em được 7,5 tháng, trong mắt bé đỏ giống như bị vật gì đụng vào. Bé bị vậy em nhỏ nước muối, em bị côn được không? Khi nào cần đi khám? Nó thỉnh thoảng nó sẽ bị cái kiểu mặn đỏ cái tròng trắng mắt của em bé. Thế nhưng là sẽ không phải làm gì. Ví dụ nếu một thời gian nhỏ chút nước mắt bình thường khoảng một vài tuần mà nó không hết hoặc nó hết xong nó lại xuất hiện lại nhiều hơn hoặc bị nhiều lần thì khám chuyên sâu hơn ở khoa mắt để các bác sĩ xác định. Bạn Trần Nhiên, bé em 10 tháng bị tám một hai ngày đi ngoài nhưng phân đầu cứng. Khi hơi có bọt phần cuối rặn chảy máu đấy, bé đã bổ sung bioasimin, fiber và enterogermina được hơn chục hôm nhưng chưa khỏi. Giờ phải làm sao? Bé đã cai sữa mẹ bú 650 sữa công thức và hai cháo. Nếu bổ sung bằng fiber rồi mà không khỏi thì các bạn phải sử dụng thêm là Dufanac để cho cái phần nó mềm hẳn ra. Tức là phải sử dụng thuốc nhuận tràng thôi. Bạn Phương Thảo, bác sĩ ơi, bé 10 tháng 11 cân có phát triển bình thường không? Rất ổn ạ, không có vấn đề gì. Câu hỏi của bạn Thanh Thảo, bác sĩ cho em hỏi, bé 1 tháng 15 ngày bú mẹ nhưng phân còn nước với hoa cải sau có sau không, đến thời điểm nào thì phân mới đặc lại, em cảm ơn. Cái này là hoàn toàn bình thường. Có những em bé thì đến giai đoạn tầm khoảng hết 3 tháng sang 4 tháng nó giảm số lần đi tiêu đi, nó còn khoảng 1-2 lần trên ngày. Còn có những em bé phải đợi đến thời kỳ ăn dặm thì cái phân nó mới khác đi. Còn những cái bú mẹ hoàn toàn thì cái phân nó vẫn cứ hoa cải và đi nhiều lần trong ngày suốt. Bạn Trần Huyền, có nên bổ sung men vi sinh cho bé không? Men vi sinh là trong từng trường hợp, không phải áp dụng cho tất cả mọi em bé. Bạn Maria Phượng, bác sĩ cho em hỏi, bé em 5 tuổi bổ sung canxi bao nhiêu là đủ, bé lười ăn lắm, em muốn bổ sung qua uống. Canxi của em bé 5 tuổi này thì nó sẽ rơi vào cái liều khoảng, có uống sữa rồi chỉ cần khoảng 400 thôi, 400 mg một ngày thôi. Không không cần nhiều quá bằng đấy thôi ạ. Bạn Phạm Hương, bé nhà em 3 tháng bị thiếu sắt và được kêu uống sắt sáng trước khi ăn 1 giờ. Bác cho em hỏi uống D sắt thời điểm nào trong ngày phù hợp, em cảm ơn. Thực ra chúng nó uống lúc nào cũng được mà. Uống sắt đấy, uống trước thời điểm ăn hay là uống lúc đói ấy, là nó tăng cái hấp thu tốt nhất. Sắt uống lúc đói là hấp thu tốt nhất, nhưng thường nó có thể gây cồn ruột, gây nóng bụng, gây khó chịu cho em bé, gọi là gây, chúng ta gọi là gây sốt ruột. Nên có thể uống vào cái thời điểm no để em bé nó dễ chịu hơn. Nhưng bạn thấy nếu em bé của bạn uống vào trước cái giờ ăn mà nó vẫn ok, nó không biểu hiện gì khó chịu nhiều thì cứ cho con uống. Uống thời điểm nào trong ngày cũng được. Vitamin D cũng vậy. Bạn Thủy Tiên, bé nhà mình dùng kháng sinh được 5 ngày nay có xuất hiện ban ở bụng và lưng, xin hỏi bác sĩ có biện pháp gì không? Nếu dùng đến ngày thứ 5 rồi mới xuất hiện ban thì cái này nó sẽ không liên quan đến ban dị ứng thuốc mà nó sẽ là phát ban sau sốt, đa phần là vậy, sốt virus. Đấy. Và có thể là cái sử dụng kháng sinh này không đúng trong trường hợp này, tức là hơi gây thừa của em bé, không không nên dùng. Không làm gì cả. Cái ban xuất hiện sau sốt của em bé nó sẽ xuất hiện và nó tự hết khoảng 3 đến 5 ngày, nó tự bay hết, không phải làm gì cả. Ăn uống, sinh hoạt mọi thứ và tắm rửa bình thường. Bạn Minh chơi bé hay dụi mắt kể cả khi không buồn ngủ có đáng lo không? Nếu hay dụi mắt đỏ mắt mà chảy nước mắt thì nó liên quan đến phản ứng dị ứng. Sẽ phải kiểm tra lại trong nhà là khói, bụi, lông thú hay là phấn hoa hay là mùi tinh dầu có những thứ gì nó em bé khó chịu ạ. Bạn Nắng Ban Mai, bé nhà em sắp 7 tháng rồi mới 7 cân 2. Mức cân 7 cân 2 ở 7 tháng ok ạ. Bé tháng này không tăng cân vì mẹ đi làm có ảnh hưởng không? Một vài tháng không tăng cân của em bé nó là bình thường trong quá trình phát triển của con, cái này không thể tránh được. Khi mẹ bắt đầu quay trở lại công việc thì em bé không phải chỉ có mẹ xì chép mà con là cũng xì chép, nó ăn uống và mọi thứ nó kém hơn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Đồng Thị Oanh, bác sĩ cho em hỏi, bé nhà em được 10 tháng rồi nhưng thỉnh thoảng bé hay khóc xong nôn hết thức ăn trong bụng ra, 1-2 tháng bị một lần, không biết có làm sao không? Không làm sao cả. Khóc xong nó chảy nước mắt xuống mũi, nó chảy nước mũi không chảy xuống cổ, xong nó vướng vướng ở cổ, nó ho cái nó nôn hết ra, đấy là chuyện bình thường, không có làm sao cả.
các bạn sẽ tập làm quen dần với em bé những cái kiểu khóc xong hoặc là không thích ăn đồ gì còn cố khóc để nôn ra, và nó sẽ rất hay gặp phải đối với em bé, không có làm sao cả. Nó xong nó lại tỉnh táo bình thường như không, nó không có làm sao. Bạn Thắng Lan, bác cho em hỏi em bầu 23 tuần được 6 lạng có được coi là nhỏ không? À, với lại đi khám bác sĩ nói em bị co thắt tử cung nữa, liệu có sao không? Những cái này nhìn chung là không sao. Có những lúc, nhiều lúc làm thế là cái vấn đề nó không quá nhá, nhưng mà lúc đi khám thai bác sĩ không giải thích rõ ràng hoặc cứ nói nhưng mà lại không kê. Ví dụ các bạn thấy là các bạn bác sĩ chỉ nói với bạn như vậy thôi là vấn đề này vấn đề kia, nhưng khi em xem cái tờ mà kết quả chẩn đoán hay cái ghi bác sĩ chẩn đoán hay khám trong cái phiếu thăm khám của bác sĩ lại không ghi vào, nên cũng không kê thuốc hay không làm gì, nên làm cho phụ huynh nó cứ lo lắng ra. Các bạn kiểm tra cái tờ mà các bạn đi khám ấy, các bạn thấy nếu bác sĩ có ghi rõ cái vấn đề gì vào đấy không và các thuốc kèm theo thì là cái phải theo dõi. Còn nhiều lúc chỉ là cái trao đổi với các bạn thôi, và những kiểu dặn để chú ý hơn thế này kia, nhưng các bạn nhìn vào cái phiếu theo dõi mà không thấy bác sĩ ghi thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bạn Võ Bé, Võ Bé Ly à? Bé Ly à? Các bạn biết mình muốn gửi tên. Bé nhà em gần 10 tháng vẫn không có cái răng nào, của sao không? Không ạ. Bạn xem cân nặng, chiều cao và các cái mốc hoạt động của em bé phát triển bình thường là được. Còn sau 16 tháng mà nó chưa mọc răng mới là chậm. Có những em bé, rất nhiều em bé sau 12 tháng nó mới mọc răng, không có vấn đề gì. Bạn Cá Khô, bé khóc quá đến tím mặt lên và sau đó trắng bệch tầm 5 đến 10 phút, có ảnh hưởng gì không? Cái này xem ở tháng tuổi này nó sẽ có cái tình trạng này, cơn khóc lặng ở bé, nó khóc xong nó nín thở xong người nó mềm nhũn ra, hoặc là một là trắng lại hoặc là hai là tím lên, xong một lát sau nó lại hồi tỉnh lại bình thường. 18 đến 22 tháng tuổi là hay dỗi hen vạ đòi theo ý mình, là hay có cái kiểu này. Các bạn để ý cái đấy. Còn nếu mà nó không gắn liền với những cái gì mà em bé giật mình hoảng hốt hoặc nó khóc nó ăn vạ mà cứ tự tức là nó xuất hiện quá nhiều ấy, thì có thể đi xem xét khám xét. Những cái mà khóc nó hay liên quan đến tím môi, tím mặt ấy, thì nó hay liên quan đến cái bệnh tim, nhưng nó sẽ phải gặp từ nhỏ cơ. Nó cứ khóc nhiều, khóc to, khóc nhiều để quên thở ấy, là nó sẽ bị tím cái vùng môi của nó. Còn thông thường không thấy mà đến gần đây mới thấy xuất hiện cái kiểu này, theo kiểu khóc ăn vạ hay khóc xong là nó lặng người đi, nó không thở, nó nằm nhũn người nó ra, là em bé có cái kiểu này. Thì nó không có gì căng thẳng, cái đó tính là sinh lý, khóc sinh lý của em bé. Bạn Huyền My, chào bác sĩ, con em sinh 2 cân rưỡi giờ 8 tháng được 6 cân, nên bổ sung sữa công thức nào cho nên cân, ăn uống tốt lắm ạ mà không tăng cân? Không, thực ra nó cũng không có đặc biệt là sữa công thức nào để giúp em bé tăng cân. Chúng ta xem xét vấn đề 2,5 cân ăn uống tốt mà không lên cân thì hay gặp ở những em bé mà suy dinh dưỡng bào thai. Nó sinh đủ tháng, đủ ngày nhưng mà cân nặng nó nhẹ, ăn tốt, khỏe mạnh, hoạt động rất nhiều, liên tục trong ngày, nhưng mà cân nặng nó chỉ có thế thôi, thì nó có yếu tố cơ địa là nó không giải quyết được.